Trước thềm Xiềng Vàng, một giải đấu khác ở Trung Quốc là TOC9 cũng đang đến giai đoạn căng thẳng nhất. Người thầy của chúng ta, Hôn Mê, dù có một ngày thi đấu không mấy thành công, vẫn kịp để lại dấu ấn với một game đấu vô cùng mãn nhãn, cán đích top 4 Trung Quốc, đủ điều kiện góp mặt ở vòng Last Chance. Còn chần chừ gì mà không cùng cà phê nhân phẩm chiếm ngưỡng lại siêu phẩm 8 ma thuật 6 thời không mà Hôn Mê đã vẽ ra với chiếc lõi chơi hệ đa dạng cùng trang bị Panora nhé. Trước khi vào việc, xin anh em một like, một sub. Game diễn ra ở cổng nâng cấp tướng, mỗi cờ thủ được khởi đầu với một tướng 1 vàng 2 sao ngẫu nhiên. Ba rau quái đầu chỉ đem về đúng mảnh kiếm, dù vậy có rất nhiều tướng rơi ra giúp anh hoàn thành mốc lợi tức đầu tiên. Khởi động nhẹ nhàng với nâng cấp bạc, bỏ qua nước đi liều lĩnh, lõi này thì cần bài đép mạnh từ sớm. Trong bối cảnh đang thọt đồ thì trừ 20 máu ban đầu khác gì án tử. Không thể đánh V-roll nên roll luôn vé bạc. Hai lõi mới không hợp, có mỗi mảnh đồ mà chọn đồ cổ thì chỉ có chôn, dù gì cũng khó có thể đánh win. Anh quyết định lấy hỗ trợ tại chỗ, chấp luôn lõi bạc đầu trận để có hình nhân cầm một đồ hỗ trợ về sau. Đép bằng form thông đạo với Chase 2 có sẵn từ cổng, mua nguyện ước nhỏ, tiền tuyến được tăng máu, nhận thấy có thể thắng, anh lên luôn 4 thêm một Zoe. Gặp nhà kỳ quái với Sinva 2, hai Zoe cùng nhắm một mục tiêu, dồn đam hạ nhanh hàng thủ. Bánh Poro liên tục được thông đạo triệu gọi, bổ sung sinh lực, bậc thầy biến ảo thành công cân hay, đem về chiến thắng đầu tay cho Hôn Mê. Có free win ở 2 round sau khi chỉ phải gặp các nhà còn yếu. Đi chợ nhặt Jilin cầm đai lưng. Lên 5 cho vào sân Shyvana cùng Blitz quanh. Gặp một nhà khá mạnh nên anh tối ưu luôn móng vuốt cho Jace. Warwick có dây chuyền liên tục hồi máu. Jace hay Zoe đều quá thiếu sát thương. Hồn Mê thua trận. 2.6 có chiến thắng trở lại khi nhà liên hoàn bên kia có năng cấp 4 cũng như chấp lõi. Đập đá được giáp, kiếm cùng váy. Bát lên 2, tối ưu thêm huyết kiếm cho Jace. Nhà Sinva lúc này đã có đủ đồ cho nữ chủ bóng tối. Rắn cũng đã lên 2, từ chịu. Jace bị nhắm từ sớm, cục rất nhanh. Tương tự với Zoe cùng bát phía sau khi Sinva vẫn còn khỏe mạnh. Thế Caro tới chơi. Lõi 2 nâng lên vàng. Chơi hệ đa dạng, đương nhiên lọt tầm ngắm. Lõi này cực kỳ đột biến, hướng top 1 rất tốt. Không thể hợp hơn với một game đánh giải mà Hôn Mê đang rất cần điểm thế này. Bỏ qua trước bạn bè phương xa, Kim Long lấp lánh cũng chẳng có trang bị nào tốt về team này. Huy hiệu hóa hình hay ba cây trụm lại, nhót rõ rồi. Đang sẵn form thông đạo flex, sẽ dễ dàng kích được 7 hệ thôi. Chốt đơn. Lên 6, thêm Rumble, kích 2 hệ, tiên phong và bánh. Shyvana lên 2. Đem quân và luôn nhà đang cháy. Long nữ hóa rồng, Jace bổ liên tục. Cả hai có phải nằm thì cũng đã làm suy yếu tiền tuyến địch. Zoe hạ Jace, Bart cũng dứt điểm xuyên. Điều hồi máu từ bánh Poro, trả đam, kết liễu chú rồng tí hon. Hôn Mê cắt đứt mạch thắng của đối thủ. Nhà này có Convex 3 đồ khá trâu, liên tục tạo lá chắn, chống đỡ hoàn toàn những lần đập búa của Jace. Soraka với sao rơi gây rất nhiều sát thương. Cogmore cùng Jinx với thợ săn kích hoạt cũng không hề kém cạnh. Trận thua cho Hôn Mê. Có lợi thế đi chợ sớm, anh nhặt được luôn Kata cầm chảo. Lõi 1 đem về hình nhân cầm thông đạo Zeroth. Nhà này đã có Kalista cầm ấn hỏa cùng hai cuồng đao, dù vậy hàng thủ vẫn mỏng. Jace tiến xuống tiếp cận Kalista, lấy đi lượng máu lớn của cô. Vậy là đủ để cặp đôi học giả hoàn thành nốt phần việc. Bom từ thông đạo rồi du hành biến hóa, dễ dàng dứt điểm mũi giáo phục hận. Tầm này cứ giữ được máu là tốt rồi anh em nhỉ. 3.6, đối đầu một nhà xoay là thắng. Ngộ Không đã 2 sao thì vô địch thiên hạ. Hầu Vương một tay che trời với gậy như ý xoay tạo lá chắn, đồng thời gây lượng lớn sát thương hạ gục tất cả. Jinx phía sau cũng được thoải mái xả đạn. Hôn Mê đánh thua nguyên sàn. Nico xuất hiện, thay cô vào và lên 7 bổ sung Tristana. 7 hệ đã được kích. Săn sói được thêm 2 nước mắt cùng váy. Đầu 4 chấm lại là nhà thần chú hóa hình. Lúc này hai carry đều đã 3 sao. Có hạ được hàng thủ thì cũng không quá nhiều ý nghĩa khi Cassiopeia và Sinva vẫn đang thoải mái trưởng. Trận thua tiếp tục dành cho anh Huấn. Nhịp độ trận đấu cũng được đề cao khi lõi kim cương chốt sổ. Mọi chú ý của anh có lẽ đều đã dành cho trang bị Pandora. Như đã thấy, sáu ấn rơi ra có ma thuật phá thời không, có thể dùng Pandora để đổi các ấn còn lại, từ đó kích các mốc tối thượng.
máu linh thú cũng tạm coi là đủ đầy, có thể dễ dàng đợi đến khi Sauron gắn mình gần. Đây gần như là lựa chọn hợp lý nhất rồi. Đầu tư cũng ngon, nhưng vì không có bố rèn nên sẽ bị phế cờ như hỏa hay thông đạo. Anh đôn cho có lệ rồi nhanh chóng lấy trang bị Pandora. Lên 8 khá nghèo nên chỉ bổ sung được Fiora, Dina cùng Kama. Ma thuật cho Kama, Bát cùng Kata biến thời không. Kiếm dùng ánh sáng có thể dùng luôn nên cho Bát cầm tạm. Đối đầu một nhà tiên linh, thời điểm này Feta có phần thiếu hụt sát thương. Rakan theo đó dễ dàng chống chịu. Fiora bị Tristana đẩy lùi, bất lực cục ngã trước những mũi giáo từ Kalista. Những Bát hay Kama một sao đương nhiên không thể hạ một Rakan còn khỏe mạnh. Trận thua đau cho hôn mê. Pandora xào được thêm một ấn thời không, anh rôn mạnh và thay được Vách cùng Zilin vào kích mốc 6. 4.3 gần một nhà pháp sư, còn 2 sao thì không quá đáng lo. Fiora đâm kiếm áp lực hàng sau, ngừng động đã tới, hồi lại cho cô và cả team lượng máu đủ đầy. Vex bất động, đành gục ngã trước hàng loạt chiêu thức từ Kama và Bát. Vega còn lại cũng chẳng thể làm gì thêm khi quân số hai bên đã quá chênh lệch. Đối thủ tiếp tục chìm sâu. Mua phản phép, thay Bát bằng Cassiopeia, lắp ấn ma thuật cho Zilin từ vái nhặt được, hoàn thành form đẹp như tranh với 6 ma thuật, 6 thời không. Tài đấu nhà Kalista hỏa, Fiora xếp thẳng mặt Kalista, liên tục bị găm giáo khiến kiếm sư bốc hơi. Ngừng động giờ mới tới thì đã quá muộn, tiền tuyến đã vụn vỡ, bom thì lại nhắm vào Wen. Không gì có thể ngăn cản mũi giáo phục hận với rất nhiều số cuồng đao, hồn mê thua đáng tiếc. Việc gì khó, để đó game lo. Pandora đem về thêm một ấn ma thuật, roll nhẹ vài cái có luôn Poppy, bỏ đi Kata đang thừa. Đội hình được nâng lên ngưỡng sức mạnh mới với 8 ma thuật. Giờ thì chúng sinh bình đẳng, nhà liên hoàn này là nạn nhân đầu tiên. Shen bị hóa cốc, sau khi gục, tiếp tục lan sang đồng bọn. Tất cả đều bị biến thành cậu ông trời. Vừa tỉnh thì lại bị bất động bởi ngưng động thời gian. Chuỗi CC hoàn hảo khiến lần lượt từng kẻ địch đều phải gục ngã. Nilah dù rất cố gắng nhưng bom Zilin đã chọn đúng mục tiêu, đành chịu chung số phận trước nanh độc của xà nữ. Hồn mê bắt đầu hành trình leo tháp. Các mảnh đồ cuối giúp anh hoàn thành bùa xanh cho Kama cùng diệt cho Fiora. Có bi update với Kama lên 2, mua Umbala. Tài đấu nhà Varus ẩn chính, hàng thủ trâu thật đấy, nhưng vẫn không xi nhê trước trưởng lực Feta. Bùa tăng AP rồi sát thương chuẩn tứ ma thuật khiến hàng thủ địch bốc hơi chỉ sau vài giây ngưng động. Serat chưa kịp ra chiêu đã bị hóa cốc, Varus thì no dam. Trận thua đau đều hôn mê dành cho đối thủ. 5.2 đem quân trả thù nhà tiên linh, người đá vừa được triệu gọi liền gục ngã khi bị cả Fiora cùng Kama nhắm vào. Rakan không có đồ chuẩn cũng dần hụt hơi, bị hóa cốc, ngay sau đó là bom choáng Zilin. Anh chàng quyến rũ bất lực ra đi, kéo theo một chuỗi domino không điểm dừng khi cả Kata, Zilin hay Triss phía sau đều phải gục. Kalista còn lại cũng làm gì được chơi khi đã dính lời nguyền. Hôn mê phục thù thành công. Round này gặp phải nhà xoay là thắng. Ngộ không có áo choàng thủy ngân thì vẫn sẽ bị hóa cốc từ 8 ma thuật. Xoay rất miệt mài nhưng có ý nghĩa gì đâu. Vừa lướt xuống đã phải chịu trận. Lời nguyền từ đó lan ra hàng sau. Trinh đã dùng khẩu pháo bắn hạ Zilin, đương nhiên không thể đối chọi với một Kama vẫn chưa chảy ra chóc vẩy. Động đất à? Không phải, đấy là hồn mê đang đi lên. Game chưa đủ dễ, đi chợ anh còn nhặt được thêm một ấn ma thuật nữa. Lên 9 cho Milio và Camille vào sân. Poppy đã hết giá trị cũng được thay bằng Bria cầm ấn. Gặp lại Kalista hỏa, Bria vừa được bổ sung liền chứng tỏ giá trị, không lối thoát nhắm thẳng hàng sau, vừa choáng vừa hóa cốc Kalista. Ngay sau đấy bộ đếm ngược đã kết thúc khiến mũi giáo phục hận không thể chơi game. Quăng được vài cái thì Fiora cùng đồng bọn xong việc đã dẫn quân tiếp cận, chiến thắng nguyên sàn tiện luôn đối thủ ra đi. Fiora lên 2, Milio được thay bằng Nasus kích 4 hóa hình. Nhà Varus này hết vị, làm sao có cửa trước sức mạnh tuyệt đối đến từ hôn mê. Hàng thủ đương nhiên không cách nào chống đỡ. Một lần chiêu của Serat không thể đủ đam trước số đông Feta còn trên sân. Varus random ra hai đồ này để hết cứu thật rồi. Đối thủ dừng ở top 6. Thay Zoe bằng Morgana kích thêm bảo hộ, cho đẹp hệ thôi, chứ giờ làm gì cũng thắng anh em nhỉ. Nạn nhân lần này là nhà Cassiopeia Sinva. Các hóa hình không đồ phía trên chỉ như chiếc cầu nối dẫn lời nguyền từ ma thuật lan truyền ra cả team. Ngưng động kích hoạt, Bria không bỏ qua cơ hội, lao thẳng xuống nhắm vào cặp đôi thần chú, điên cuồng cào xé trong khi đối thủ bất động. Nguyên sản, nhà xoay là thắng cố vùng vẫy khi mua phản phép. Dù vậy nhưng nỗ lực ấy cũng hóa công cốc
khi thời gian đếm ngược đã hết. Team địch bất động, còn team ta lại được thoải mái chơi game. Cả combat gần như là cuộc hủy diệt một chiều mà hôn mê dành cho đối thủ. 6.3, chỉ có nhà Sinva. Kịch bản đương nhiên không có gì thay đổi. Lần này thậm chí còn dễ hơn khi Fiora với đâm kiếm nhắm thẳng hai carry, theo sau là không lối thoát của Bria, rồi đá móc phi thân của Camille. Top 1 gần như đã có chủ rồi anh em ạ. Ở hai round sau, đối thủ biết không thể thắng, cố roll 4 vàng 3 sao để biến thành 5 vàng. Nhưng phép màu đâu có xảy ra dễ thế. Nhưng nỗ lực ấy cũng chỉ giúp game kéo dài thêm chút. Và cuối cùng ở 6.6, top 1 không thể mãn nhãn hơn được dành cho hôn mê. Ấn ra đẹp, Pandora cũng đứng về phía anh. Top 1 là đương nhiên rồi, anh em nhỉ. Chúc hôn mê sẽ còn thành công hơn nữa ở vòng Last Chance nói riêng và các giải đấu quan trọng tiếp theo. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Đừng quên một like, một share, một subscribe cũng như chưởng vào nút chuông để không bỏ lỡ diễn biến các giải đấu được cập nhật bởi Cà Phê Nhân Phẩm nhé. Giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.